Trường Tương Tư, Thương Huyền lấy vợ thái độ tiểu yêu ra sao? Giữa lúc Vương Cơ Tân Cao Ước, A Niệm Đại Lộ Oa đang nằm nũng với tỷ tỷ, Đại Vương Cơ Giao Tân Cửu Giao tiểu yêu Dương Tử, Tây Viêm Vương Thương Huyền Trương Vạn Ý bất ngờ đề cập đến chuyện hôn sự của mình. Trước khi nói, Thương Huyền do dự nhìn tiểu yêu rất lâu, dường như anh vô cùng để ý tới cảm xúc của cô. Đến khi rời khỏi cung điện của cựu Tây Viêm Vương, anh tiếp tục giải thích với cô: "Tiểu yêu, ta không phải muốn nạp phi, chỉ là ta muốn ngăn xung đột xảy ra thôi." Khán giả nào cũng nhận ra Thương Huyền thực sự thích yêu tiểu yêu, nhưng tình yêu của anh dường như có một chút chiến hữu. Hơn nữa ở vị trí Tây Viêm Vương, anh rất có thể khó có thể cho cô tình yêu trọn vẹn, một đời một kiếp chỉ cưới một người. Muội đương nhiên hiểu chuyện này, ông ngoại giao lại vương vị cho huynh, huynh đương nhiên không thể phụ kỳ vọng của ông ngoại. Nếu muốn các dòng họ lâu đời ở Tây Viêm đồng ý rời đô, không tiếp tục ủng hộ Ngũ Vương gia, thì ngoài mặt tình cảm phải tính đến lợi ích nữa, mà còn phải có lợi ích đủ lớn, tiểu yêu đáp. Tương Liễu Đàn Kiện Thử đưa tiểu yêu đến quán thịt của ông não tên Lý Dung để thưởng thức, theo lời giới thiệu của Tương Liễu. Thịt lừa tại quán này ngon đến mức nếu xếp thứ hai thì không có ai xếp nhất. Rất lâu mới thấy Tương Liễu đến bán. Lý Dung làm một món đặc biệt dành cho tiểu yêu. Trong lúc Tương Liễu dùng bữa cùng tiểu yêu, Lý Dung thở dài ôn lại rất nhiều chuyện xưa, cũng kể không ít chuyện khác với anh. Con người ai dùng cũng phải ra đi, chỉ là sớm hay muộn, Tương Liễu bảo Lý Dung. Nghe vậy Lý Dung đáp, cậu nói đúng, nói không chừng có một ngày sẽ đến lượt tôi với cậu. Tiểu yêu lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, lại thấy phản ứng của Tương Liễu không kìm lòng được mà ngước nhìn anh với vẻ mặt đăm chiêu, không rõ cô đang nghĩ gì. Ở diễn biên khác, một người bạn đang nói chuyện với Đồ Sơn Cảnh Đặng Vi. Nội dung câu chuyện có vẻ như liên quan tới tiểu yêu. Cậu xem khi cô ấy ở bên cậu đến cam đảm, đến trước mặt cô ấy cũng không có, hiện tại người ta cùng người đàn ông khác rồi đi rồi, cậu lại một mình ở đây trưng ra bộ dạng như người mất hồn. A Niệm buồn bã khóc nức nở khi người được chọn làm vương hậu của Thương Huyền không phải là cô. Tuy vậy cô vẫn tin rằng ông ngoại sẽ làm chủ cho cô, đây chính là bí mật nhỏ giữa hai người. Tiểu yêu vừa an ủi muội muội vừa hỏi xem dự định sắp tới của cô. Ngày mai muội sẽ quay về Hạo Linh, dù sao thì cung tử Kim cũng sắp có nữ chủ nhân. Tỷ biết đấy, người phụ nữ đó chắc chắn không hoan nghênh ta sống ở đây, A Niệm nói với tỷ tỷ. Ta tốt xấu gì cũng là vương cơ của Hạo Linh, ta có thể vì ca ca mà làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta không thể để toàn bộ Hạo Linh mất mặt cùng ta được. Cô tiếp tục nói, sau đó rủ tiểu yêu về núi Ngũ Thần cùng mình.